Rồi có con Cobenco SK60 đời 92 nè. Hẹn với anh em quay lâu lắm rồi nhưng mà hôm nay mới mới chính thức là đã hoàn thiện hết tất cả mọi thứ. Em mới quay cho anh em, lâu nay còn cái tút test rồi này nọ mọi thứ cho nên chưa quay cho anh em được. Thì hôm nay là đã chính thức đã hoàn thiện rồi thì quay cho anh em xem luôn nha. Con Cobenco SK đời 92 à, con này đẹp lắm à, thì để quay cho anh em coi luôn nha. Con Cobenco SK60 đời 92 à, hôm nay chính thức là đã xong xuôi hết tất cả mọi thứ rồi thì quay cho anh em coi luôn. Đã lâu nói lâu rồi thì hôm nay mới quay đó. À, mình sẽ đi vào chi tiết và vừa quay vừa nói cho anh em những cái cần biết nha. Thì con này cũng đã đăng kiểm rồi nha anh em. À, với lại cái con này á là sơn lại toàn bộ, sơn lại nguyên con luôn nha. Nhưng mà cái dàn gầm á, gầm là không có sơn nha. Bạc ắt gàu thì làm rồi nè, gàu rồi thì cũng xong rồi, răng gàu tai gàu là cũng xong hết rồi. Tất cả nó sơn lại nguyên con hết. Xích xiết rồi là còn đẹp, xích xiết là còn ngon. Gầm là gầm bợ là còn nguyên zin, chưa sơn lại, chưa sơn. Đây bánh răng đùi rồi là khô ráo, bánh răng còn đẹp, xích đẹp đó, xích thì còn ngon. Ok, nguyên cái dàn lông mà sơn lại nguyên con. Thì anh em nào đang tìm cái dòng Kobe 92 này, 0392 này cứ liên hệ nha. Số điện thoại thì mình cứ lúc nào cũng vậy, video nào cũng để trên màn hình hết, thì anh em cứ tham khảo video rồi có số điện thoại đó thì anh em cứ tham khảo xem chi tiết rồi em cứ liên hệ cho mình thì mình sẽ cho coi xem. Muốn coi xe thì mình cho cái định vị để anh em đến coi xe nha. Cô B92 sơn lại nguyên con đó. Nhìn này, dàn chân là liền lạc đó, không có dấu hiệu một vết lăn còn lắng o, không không sơn lại nha, không một không sơn lại để cho cà lê không hư nha, không sơn lại để cho anh em xem nè, để biết được nó còn ngon hay là mục không, chứ sơn lại thì nó phá thì nó dở quá. Cabin thì cũng rồi, trong cabin cũng vậy, sơn lại là lau chùi sạch sẽ hết rồi. Và em này là không có điều hòa nha anh em. Con chín nhai này là không có điều hòa nha, nói cho anh em biết chừng, chứ anh em nó đòi hỏi điều hòa rồi là không có nha. Con này nguyên bản của nó nhập về là không có điều hòa gì hết. Để lên trên cái u quay dàn công tắc máy móc rồi cho anh em xem ha. Đây u quay ngăn kéo đây, ống yết là zin từng cái ống luôn. Đó, nguyên bộ dàn công tắc là ống yết là không chưa thay ống nào hết nha. À quên, hai cái chân chạy, hai chân chạy là nguyên thủy của nó là ống sắt nhưng mà đã thay một số ống cao su rồi nha, nhưng mà bên đó nó thay chứ không phải là về đây thay nha. Thì nó nguyên bản như vậy. Máy đây, máy Isuzu nha, máy Isuzu 4 máy 0 trục bô. Em này không có điều hòa, máy rõ ràng cho anh em xem luôn. Đây Isuzu nha, 4 máy 0 trục bô. Rồi ngăn kéo ù quay thì mình sẽ xuống cái
bơm cho anh em xem luôn, trong quay bơm cho anh em coi luôn. Đây, còn nguyên hết luôn nha. Ống biết là zin đét tự nhiên ha, bơm biết là nguyên zin hết, bơm máy này chưa động tới, chưa bung nha. Đó, mình để cái bơ cho anh em tham khảo cái bơm nè, còn nguyên zin hết luôn, chưa mở một cái ống nào hết trong bơm nó luôn nha, còn y nguyên hết luôn. Nữa rồi, chân cẳng là liền lạc hết, không có dấu hiệu mục hay là chấp vá gì hết, còn nước sơn zin còn luôn. Đó. Ca lê thì còn nguyên nha. Đây mình nói lại hai cái chân chạy. Hai cái chân chạy thì nguyên bản của nó là ống sắt. Nhưng mà giờ nó chỉ còn một ống sắt thôi. Tất cả thay lại ống cao su hết rồi ha. Đó. Thay thì bên đó nó thay rồi, nhập về là nó y nguyên vậy, chứ không phải là về bên mình thấy nha, cho nên nó còn cứ nhập về sao nó y nhạy. Sơn lại nguyên con thì em này cũng đã đăng kiểm rồi nè, đăng kiểm rồi thì anh em nào lấy là cái hỏi anh em là chốt con xe này thì rút giấy về thôi. Sơn lại nguyên con, bơm máy thủy lực là còn nguyên hình nguyên bản, không có dặm ua. À, không có đụng tới ống biết rồi, nguyên hình nguyên bản, không có chưa đụng tới, chưa tháo một cái ống. Thủy lực thì ok rồi, thì chung anh em nào mình nói thì nói, nhưng mà anh em nào họ tìm cái dòng này thích cái thì mình sẽ gửi định vị cho tới xem xe và test xe trực tiếp luôn, nó hay hơn. Nói mình nói là chuyện của mình, anh em là xem xe là phải test test. Rồi Kobenco SK60 đời 92, sơn lại nguyên con, xích đẹp, ca lê không hư cục nào, gầm bệ không dấu hiệu mục, còn đẹp, bơm máy nguyên zin không động tới. Đó, anh em tham khảo. Hiện bây giờ là nó hai cái con này nó chưa có bình cho nên chưa nổ máy được, chứ không để nổ máy cho anh em nghe. Thì anh em nào mà tới đây xem á thì mình sẽ gắn bình vô test cho anh em coi, hoặc là để lúc nào mà anh em nào mà chủ tâm thì chắc sẽ gắn bình vô để nổ máy test, gửi hình chi tiết riêng qua Zalo cho anh em coi nha. Chứ bây giờ là nó không có bình, không có nổ máy được thì anh em thông cảm. Rồi thì mình đi vòng lại một số chi tiết nữa cho anh em xem rồi kết thúc video. Không, video ngắn để anh em dễ tham khảo, dài quá coi nó xem nó ngắn ha. Thì nhắc lại là Kobenco SK60 đời 92 ha. Sơn lại nguyên con, bơm máy chưa đụng tới, chân cẳng là liền lạc, bánh răng còn, xích thì còn cao, ca lê không hư nào, gầm bự không mục, mâm không rơ không nhịp. Rồi ok nha.